first lecture of Fengtai University. It is very honor for me to become the trainer for this workshop today. Dạ, buổi sáng. Kính chào tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Thị Bạch Thảo. Tôi là một giáo viên tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ. Tôi rất vinh hạnh khi có buổi thuyết trình hôm nay. And today is in my presentation. I would like to introduce you criteria for a good presentation. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn các yếu tố để có một bài thuyết trình tốt. Before I begin, I would like to show you the outline of my presentation. Trước khi bắt đầu, the outline is divided into three parts. Part 1 is introduction. Part 3 contains, for this part, I would like to cover 5 criteria for a good presentation. They are learning, organization or structure, body language, voice, and visual aids. And the part 3 is collusion. Trong phần giới thiệu, bạn ấy chào mọi khán giả.
clearly develop app extensions in each of Visual Apps. Trong phần thơ, bạn Ngân phải giới thiệu từng phần một cách rõ ràng và triển khai cho mỗi phần bằng những cái gợi ý bằng phương tiện hình ảnh. And this also recaps extensions before moving on. And you are allowed to view notes and to read them. Bạn cũng cần phải tóm tắt lại những cái điểm chính trước khi chuyển sang một phần mới và sử dụng những ghi chú và đọc nó. Let's move to on the conclusion. For conclusion, you can give summary prediction, suggestion, wider relation, and you also recap the message at the end. Cuối cùng là phần kết. Và trong phần kết thì bạn cần phải cho những cái tóm tắt, gợi ý, dự đoán và cần phải tóm tắt lại cái ý chính trước khi kết thúc. The next criteria I would like to introduce is body language. Phần tiếp theo tôi rất là cảm thấy trình bày bằng ngôn ngữ cơ thể. Most people think voice is the most important criterion for a good presentation, but body language also is an important voice to help you make successful presentation. Hết mọi người nghĩ là cái giọng nói là cái phần quan trọng nhất để tạo nên cái bài thuyết trình tốt, hay, nhưng mà theo tôi nghĩ là cái ngôn ngữ cơ thể mới là quan trọng nhất. Then firstly, I want to mention to the maintain eye contact. Đầu tiên là ta phải duy trì cái sự giao tiếp bằng mắt giữa người thuyết trình và khán giả. Is it very important for you to maintain eye contact as many people as possible because it's a level of intimacy to and comfort to the presentation. Cái sự duy trì và sự giao tiếp bằng mắt giữa người thuyết trình và khán giả càng nhiều càng tốt. Điều đó giúp bạn nâng cái sự hiệu quả của bài thuyết trình lên rất nhiều. And secondly, I want to so remember you shouldn't don't look at the paper to read, look at the wall, or look at the sign, because it's so you very shy and nervous. Điều tiếp theo là bạn không nên nhìn cứ nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy tờ thuyết trình của bạn. You are allowed to move when presenting, so you can move a little if you become nervous. And I think it's a good way for you to be on intimate terms with your audience. Bạn được phép di chuyển trong khi thuyết trình. Ví dụ như khi mà khi hơi hồi hộp một chút. Khi mà bạn di chuyển bạn có thể nhưng bạn đừng có tôi duy trì cái tiếp tục duy trì cái sự liên hệ của bạn với cái khán giả, là sự duy trì cũng một phần nào đó giúp bạn kết nối với khán giả. In general, when you have a conversation with your friends or colleagues, you can put your hand in your pockets. It's casual. But when you are in a formal situations,
sống thì bạn có thể đút tay mình vào túi quần, nhưng mà trong những trường hợp trang trọng thì bạn không nên làm gì đó, đút tay vào túi quần hoặc là khoanh tay lại thì điều đó là không tốt. Why you shouldn't do that? Because if you do that, your audience can become the angry and you make the audience recognize you don't respect them. Tại sao ta không nên làm điều đó? Tại vì nếu mà ta làm những cử chỉ đó thì sẽ làm cho khán giả khi giận, bởi vì họ nghĩ rằng ta không tôn trọng họ. And here is some picture you shouldn't do in your presentation. So it's the best way for you. You should stand up straight with a broad gesture when you are a presenter. Khi mà thuyết trình thì bạn nên đứng thẳng lên với một cái cử chỉ phù hợp. Next, I want to mention to the voice. Cái tiếp thì tôi muốn đề cập tới cái giọng nói. You shouldn't speak quietly, too hard, or too slowly. Bạn không nên nói nhỏ quá, hoặc là nhanh quá, hoặc là chậm quá. If you speak very quiet and too fast, your audience can't hear what you say. Nếu nói nhỏ hoặc nói nhanh quá, chậm quá thì khán giả không thể nghe được những gì bạn nói. If you speak too slowly, you can make your audience boring even they falling asleep. Nếu nói chậm quá thì làm cho khán giả cảm thấy buồn ngủ. And besides that, I think you should avoid mumbling, and giggling. Tiếp theo là bạn không tránh những giọng như là ồn ào trong khi thuyết trình. And I think it's the best way. You should speak loudly and clearly when you are presenting. Tôi nghĩ là cách tốt nhất là bạn nên nói to và rõ ràng. But speak loudly doesn't mean you speak very very loudly. Why? Because you can make the audience annoyed, and even they think they wonder if he or she have mental problems. Nói to không đồng nghĩa với việc là bạn nói to quá, gay gắt làm cho khán giả khó chịu, có thể dẫn đến thằng làm khán giả nghĩ là người thuyết trình này có vấn đề thông tin. With the result that they don't believe in your presentation. Khi mà bạn nói to quá thì có thể làm cho khán giả không tin tưởng lời bạn nói. So you should, if you want your audience believe the information of your presentation, you must speak clearly and give expression enthusiasm in your voice. Nếu bạn muốn khán giả tin vào cái bài thuyết trình của mình thì bạn nên nói to rõ và sử dụng những cái nói to rõ trong cái thể hiện cái sự nhiệt tình của bạn trong lời nói. And the final criteria I want to talk to you is visual aids. If you are required to use a visual aid for your presentation, you should be loud. Cái phần cuối cùng là tôi muốn nói về sự trợ giúp về mặt phương tiện đạp. Why I say that? Because visual aids can help you improve your presentation in many ways. They can clarify the information for the audience. Thank you.
bài thuyết trình của bạn không rất là nhiều cách. Bạn nên nói trực tiếp với họ là
buổi thuyết trình để có thể nghe nói chuyện nhiều hơn. Any questions? Cũng hỏi là các bạn. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào nữa thì tôi xin dừng bài thuyết trình ở đây, và tôi hy vọng là trong tương lai tôi sẽ có nhiều cố gắng kiên nhẫn để trình bày của bạn nhiều chủ đề hơn, khác hơn nữa.